Đây là bộ trang phục thiết kế của anh Đỗ Long. Anh Đỗ Long cũng là một nhà thiết kế đã đi cùng Tiên từ thời Tiên mới bước vào nghề. Cho nên là anh em cũng khá là hiểu nhau, nhưng mà cái style của anh Đỗ Long là gợi cảm và sexy, cho nên là nói chung là mình cũng hơi lo lắng chút xíu khi mà mặc trang phục của anh. Hiện tại thì chị chưa có công bố được, chắc phải qua Tết. Khoan để chị trả lời cho xong cái này chị. Thực ra thì công việc hàng ngày của mình thì vẫn bình thường, quay lại với cuộc sống hàng ngày rồi. Thì vẫn là mỗi ngày công việc, rồi đi làm, rồi lại về thôi. Còn mọi chuyện nó vẫn trở lại như bình thường như trước khi mình đi. Ngay sau cái đợt hội nghị chung thì chúng ta mất luôn cái sản phẩm mới, thì nhiều người nói là chị Tiên có một cái sự sáng tạo cũng như là sức khỏe rất là vô tận như vậy, thì sự là vẫn như thế không ạ? Thực ra mà nói thì nếu như mà mình gục ngã thì ai mà xem. Nói chung là cũng phải cố thôi, tại vì như mọi người biết thì đi thì rất là mất thời gian, và thậm chí là ngay cả đàn ông họ cũng không có chịu nổi nữa. Mình thì mình cố hết sức thôi, thì đúng là về thì nó cũng có hơi kiệt sức chút xíu, nhưng mà mình cũng rất là nhanh để mình lấy lại. Nhưng mà thực sự là mình cũng cảm nhận là sức khỏe của mình đến thời điểm này nó vẫn chưa có hồi phục được đâu, tại vì cái thời gian nó bào mòn sức khỏe quá nhiều quá. Nên là mình cứ gượng mình vượt qua, nhưng mà sau đó thì sức khỏe nó sẽ có chiều hướng đi xuống nếu mà mình không có cẩn trọng. Cho nên là trong thời gian hiện tại thì hầu như là Tiên cũng cố gắng làm sao để công việc nó vừa phải, nghĩa là mình không có nhận quá nhiều, hoặc là những cái show diễn vào ban đêm này nọ thì mình cũng hạn chế đi, tại vì nếu không là sức khỏe nó bào mòn, khi mà mình đi xuống thì mình không có quay lại được. Vậy thì sau cái đợt vất vả như thế thì sức khỏe giảm cái cân có định không ạ? Thực ra thì do là cái cân nặng của mình từ trước tới giờ như vậy, mình không có giảm cân, nghĩa là cũng sụt 1-2 cân thôi, thì nó cũng không có đến mà bao nhiêu. Nhưng mà ví dụ làm cái gì đó, nghĩa là thay vì là hồi xưa mình nhảy một vài bài thì nó không có sao, bây giờ khoảng nhảy một bài là mình đã bắt đầu thấy thấm mệt rồi, chứ do là cái dư chấn nó còn, sức khỏe nó còn yếu á, nên là mình không chưa có thể quay lại cái sức khỏe như ban đầu được. Nghĩa là mình gượng thì mình có thể qua được, nhưng mà mình không có cảm thấy là nó đủ sức khỏe để mình có thể làm nhiều việc hơn như lúc trước. Vậy thì hiện tại những cái ý kiến trái chiều xung quanh cái việc làm những cái xung quanh chuyện của thành viên chung thì có ảnh hưởng đến công ty của thành viên đúng không? Chị còn nghĩ về những cái điều này không, hay là chị có cái quan điểm phân tích của không? Thực ra chị nghĩ thì mình nghĩ là mọi chuyện nó cứ nhẹ nhàng. Thì như chị đã nói với mọi người từ trước đến giờ, quan điểm của chị là khi mà một cái khó khăn gì đó xảy ra trong cuộc sống của mình, ví dụ như người ta ghét, hay là người ta nói xấu, hay là những cái chuyện xui rủi không có may trong cái cuộc sống của mình, chị không có trách ai cả. Cái đó là do bản thân mình. Thêm mỗi người một quan điểm khác nhau, nhưng mà quan điểm của chị đó là nghiệp của chị. Từ ví dụ như trong một kiếp nào đó mình cũng đã từng gây những cái lỗi lầm gì đó, hoặc là những cái lúc nào đó mình cũng nóng giận người khác, mình cũng ghét người khác, nên là bản thân mình cũng sẽ nhận lại được những cái nghiệp như vậy. Cho nên là mình cố gắng mình suy nghĩ tích cực như vậy để mình vượt qua, nên là mình cũng rất là nhẹ nhàng, không có những nỗi mà khó khăn. Vậy thì các công tác hỗ trợ chung đến thời điểm hiện tại chỉ có kế hoạch mới chưa? Như mọi người đã biết thì chắc có lẽ là tháng 12 này thì chị sẽ quay lại miền Trung đợt 4, tại vì lần này thì không phải là tiền ủng hộ của mọi người mà là tiền cá nhân, tại vì chị có hứa với lại các cô chú ở miền Trung là sẽ hứa lại quay lại để giúp cho mọi người trả nợ. Tại vì cái lúc đó thì chị cũng hơi xúc động, là do là các cô chú bị mất trắng á, xong rồi có nhiều người họ mất, họ khóc xong rồi họ xỉu luôn. Ở trong cái thời điểm đó tự nhiên mình cảm thấy mình xúc động, không chịu được. Thế là mình suy nghĩ nếu mà mình hết kinh phí rồi thì mình sẽ cố gắng bằng khả năng của mình quay lại, thì giúp thêm được ai thì mình sẽ cố gắng giúp. Tuy nhiên là trong cái cuối năm nay ấy, thì chỉ dùng toàn tâm vào cái việc mà mình đi thực hiện ấy. Mình sẽ không có những kế hoạch về hoạt động nghệ thuật ấy. Vậy thì cái nguồn kinh phí của mình tiên thì nó sẽ không thể nào mãi mãi có thể giúp cho chị đủ một kinh phí giúp mọi người như thế, thì chị có cái kế hoạch để trở lại nghệ thuật cách mạnh mẽ hơn không ạ? Thực ra thì như mọi người cũng biết thì từ lâu rồi bản thân Tiên cũng không hẳn là
công việc chính thì cũng mình vẫn làm vì đam mê, nhưng mà mình vẫn có những cái công việc kinh doanh riêng khác để mình có thể có khả năng kinh tế để lo cho gia đình, chứ không phải là chuyện nghệ mình kiếm tiền từ nghệ thuật. Nếu như mà có tiền thêm những cái hợp đồng hoặc là show hoặc là quảng cáo thì Tiên cũng để dành để đi giúp đỡ người khác, tại vì ở nhà có hai vợ chồng làm luôn. Chồng Tiên cũng làm và bản thân Tiên cũng làm, cho nên là mình cũng có khả năng kinh tế, nếu mình không đi hát thì mình cũng tự lo cho bản thân và gia đình được. Nên là đối với Tiên thì những cái chuyện đó nó cũng không quá quan trọng đâu. Khi mà tự nhiên dành tình cảm như thời gian quá nhiều cho mọi người bên ngoài thì con gái thì ở nhà tất nhiên sẽ bị thiệt thòi một chút, thì bé ở nhà thì có thì cũng có hay trách móc, hay nói là mẹ không thương con, mẹ không có ở nhà với con. Nhưng mà cái đó là cái công việc thật ra bây giờ thì mọi người thấy như vậy thôi, chứ trước đây nó vẫn như vậy rồi. Nên là mình vẫn có những cái công việc thiện nguyện riêng của mình, nhưng mà cái đó là tiền cá nhân hoặc là đi cá nhân, thành ra mọi người cũng không biết đó. Nên là từ nhỏ Tiên đã tập cho Bánh Gạo cái sự tự lập rồi, mà nó ngủ riêng và nó tự, nghĩa là tại vì từ nhỏ là cha chị mất sớm đó, cho nên là chị cũng học cái cách tự lập, nên là chị dạy con chị sau này cũng không được phụ thuộc vào ai, và thậm chí là thứ nhất là phụ thuộc về kinh tế nè, phụ thuộc về tình cảm nè, phụ thuộc về tất cả mọi thứ, khi mà mình phụ thuộc thì mình rất là khổ. Nên là khi mà mình có một cái sự tự chủ tự lập trong cuộc sống của mình đó, thì mọi cái bất trắc, mọi cái khó khăn xảy ra, mọi cái vụ sự vùi dập của người khác nó sẽ ít có ảnh hưởng, nó đỡ làm mình đau khổ hơn. Thế là chị là một người cũng khá độc lập và tự chủ, như vậy thì ở nhà chị sẽ nhờ anh Vinh giúp cái việc như thế nào? Thật ra thì chị cũng không có nhờ anh Vinh giúp cái gì cả. Tại vì chị nghĩ là mình có thể chủ động được, nên là anh Vinh tự thấy cái việc gì anh Vinh giúp được thì anh Vinh nhào vô giúp thôi, chứ còn để mà gọi là Tiên nhờ thì thực sự đó giờ Tiên ít khi nào nhờ ai lắm. Và đi trong cái đợt từ đợt 4 ở miền Trung thì chị nhờ anh Vinh có đi không? Chắc là có, chắc là anh Vinh sẽ đi cùng. Thôi chị ơi, đến với tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Macarena Fashion Week năm nay á, trong một cái năm mà đầy biến động như thế này á, lại được Covid rất là nhiều, thì cảm thấy như thế nào khi mà có một sự kiện quốc tế có thể diễn ra được trong cuối năm nay? Chị không nghe được em nói gì á. Khi chị đến với tuần lễ thời trang Macarena Việt Nam International Fashion Week trong bối cảnh như này á, trong một năm đại dịch Covid ảnh hưởng rất là nhiều, còn lại thêm ở miền Trung, thì chị cảm thấy nào khi có một sự kiện quốc tế như vậy diễn ra trong cuối năm nay? Nói chung là showbiz năm nay rất là buồn. Tại vì mọi người cũng từ đầu năm đến bây giờ là hủy show rất là nhiều, rồi các hợp đồng cũng bị hủy rất là nhiều, và không chỉ là ảnh hưởng kinh tế cho mọi người mà bản thân giới showbiz họ cũng bị ảnh hưởng nữa. Cho nên là khi mà có những cái sự kiện quốc tế sẽ diễn ra như vậy thì thực sự đó cũng là một cái tín hiệu đáng mừng. Nhưng mà cũng hơi buồn chút xíu là Covid đợt 3 nó lại quay trở lại á, cho nên là mình cũng phải cố gắng để bảo vệ sức khỏe nhiều hơn. Trước khi mình vô thì ở ngoài những cái boss để mình có thể khử trùng á, thì chị cảm thấy việc làm như vậy nó trước thì bố thế nào? Thật ra nó chuyên nghiệp và nó cảm thấy là nó an toàn và nó bảo vệ cho tất cả mọi người. Đó là một cái điều mà tôi rất là ngạc nhiên. Thật ra Tiên xin phép không trả lời những câu hỏi như vậy. Chị có chia sẻ một chút về cái năm 2020 của mình ấy, thì nó có những cái điểm sáng và những cái mặt tích cực như tiêu cực như là trong năm. Thực ra thì năm nào cũng có tích cực và tiêu cực, có điều là cái tiêu cực đó mọi người có nhìn thấy hay không thôi. Và thực ra không chỉ mỗi bản thân Tiên đâu, mà Tiên nghĩ là tất cả mọi người trên đời này ai cũng sẽ có những cái tiêu cực riêng. Người thì bị ghét, người thì bị thất bại công việc, người thì lại đầu tư bị mất trắng, người thì lại thế này thế nọ, rồi hoặc là chuyện gia đình đổ vỡ không hạnh phúc. Thì thật ra những cái khó khăn trong cuộc sống của mình đó là cái chuyện bình thường và ai cũng phải trải qua, chứ không phải mỗi nghệ sĩ là mình bị thôi. Thì do là bản thân Tiên được sự quan tâm của công chúng trong thời điểm này, cho nên là mọi người có sự tập trung, chứ Tiên nghĩ là mình cũng do như vậy cho nên mình suy nghĩ rất là nhẹ nhàng. Có nhiều người rất là bệnh, họ khổ nè, họ cũng khó khăn vậy, họ bệnh, họ không vượt qua được, hoặc là khó khăn về kinh tế, chồng, vợ, gia đình, con cái, nó xảy ra rất là nhiều chuyện, thì ai cũng có những cái khó khăn trong lòng mình hết, thì bản thân Tiên cũng có. Cho nên là mình cảm thấy ai cũng như vậy, thì mình phải cố gắng vượt qua, phải thật là mạnh mẽ.
Sắp tới thôi em, như năm mới chị tụi mình chúc tới khán giả cũng là cho khán giả đi cho bản thân. Chúc mọi người năm mới có một năm mới hạnh phúc hơn, thành công hơn, và mong là dịch bệnh sẽ được lùi xa để cho mọi người quay trở lại với kinh tế, được làm việc và được vực dậy được cuộc sống gia đình cũng như là sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người.